Website Đào Tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời mọi nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm Đào Tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website Đào Tạo Forex, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và chứng minh với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị mà bản thân tôi phải giao dịch trực tiếp trên thị trường trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bản thân tôi và trung tâm Đào Tạo Forex. Website Đào Tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời mọi nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm Đào Tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và chứng minh với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường của bên trung tâm Đào Tạo Forex. Với những giá trị mà tôi phải chứng minh bằng trực tiếp tài khoản của bản thân mình trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm Đào Tạo Forex. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, các bạn hãy nhìn nhận và đánh giá mọi thứ vào trong thực tế phải cho chính xác hơn và phải cho rõ ràng hơn. Ở trên thị trường này, thị trường giao dịch Forex không có vụ kiến thức và gì nhỉ, tất cả những giá trị ở trên thị trường này chỉ được chứng minh bằng lời nói suông. Ở trên thị trường này không có vụ Á quân thế giới hay gì nhỉ, pro trader hoặc là chuyên gia Forex mà nếu chứng minh được bản thân họ giao dịch như thế nào trên thị trường này. Không có vụ giao dịch Forex ở trên thị trường này mà thành công mà không có chứng minh bằng chính những giao dịch, không có chứng minh bằng chính những tài khoản giao dịch của bản thân họ ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những thằng nói mồm ở trên thị trường giao dịch Forex này chỉ là những thằng lừa đảo mà thôi, cho dù đó là Á quân thế giới hay là pro trader hay nhiều năm kinh nghiệm hoặc là bất kỳ một ai ở trên thị trường giao dịch Forex này. Chuyên gia Forex nói mồm thì rất là nhiều, nhưng để người chứng minh được những giá trị đó từ trong Nam ra đến ngoài Bắc, từ trong nước ra đến gì nhỉ, nước ngoài, hầu như tất cả mọi nhà đầu tư đều thấy, tất cả chỉ đều là gì nhỉ, cho chúng ta thấy những bánh vẽ ảo ở trên thị trường giao dịch Forex này mà không thấy được những giá trị mà bản thân họ phải chứng minh cho chúng ta thấy rõ thế nào là gì nhỉ, năng lực thật sự, thế nào là giao dịch thành công ở trên thị trường. Mà cái mà chúng ta nhìn thấy được, nhận được đó là nhỉ, chỉ là những cái hình chụp vô giá trị ở trên thị trường này và những thằng sử dụng demo ở trên thị trường này và phân tích về những giá trị lừa đảo ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì mà tôi đang chia sẻ, những gì mà chúng tôi đang chứng minh trong suốt thời gian cả một quá trình phát triển của bên trung tâm Đào Tạo Forex đến mọi nhà đầu tư ở trên thị trường giao dịch Forex này, mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và tự đánh giá cho chính bản thân các bạn thấy rõ được các giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex. Năm mới đã đến, tôi xin chúc mọi nhà đầu tư giao dịch thành công ở trên thị trường và tôi có chúc tất cả các bạn giao dịch thành công và đạt được nhiều giá trị ở trên thị trường. Thành công của toàn bộ các nhà đầu tư ở trên thị trường đều cần phải được thấy rõ về giá trị áp dụng vào trong thực tế của bất kỳ một ai ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, các bạn hãy nhìn nhận tất cả những giá trị ở trên thị trường này cho nó đúng để các bạn có thể tạo được... Ủa sao mờ vậy? Tôi xin chào mọi nhà đầu tư, chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường.